Trời nhiều cái lắm mày ơi, cái cơ thể chị nó có nhiều cái nó xuống cấp lắm luôn á. Cho nên tính đến VB Beauty Thanh Mai, nhờ Thanh Mai giúp cho chị lấy lại sắc vóc. Em mời chị bắt đầu gặp bác sĩ để mình cùng tiến hành ha. Về cái mặt của cô ấy, làm rất là nhiều ha. Làm mảng, làm tinh sâu vùng hai má này, vùng trán nữa. Mình sẽ có cái liệu trình nám. Thứ hai là cơ của cô đổ khá là nhiều. Cái mụn má nó xuất hiện vừa sâu vừa dài ha. Sẽ từ vùng viền hàm không có rõ. Và vùng mí mắt đầu cô bắt đầu sụp nhiều. Phù hợp nhất là công nghệ Antherapy, công nghệ nâng cơ, không phẫu thuật. Thì mình sẽ đi toàn mặt luôn. Mình sẽ kéo vùng này lên này, cho rõ được viền hàm hơn. Và nâng cơ vùng này, săn cơ săn da hơn. Vùng dánh mụn má thì cũng sẽ đỡ hơn nhiều. Sẽ đi cả vùng cung mày cho cô nữa. Để nâng vùng cung mày cô lên, tươi tươi hơn, mắt mình tươi tươi hơn. Nhìn không có buồn ha. Có ba không? Nó sẽ hơi chênh chích ra một xíu xíu. Nó sẽ có ba đầu. Tùy từng đầu điều trị thì mình sẽ có cách cảm giác khác nhau. Tuy nhiên là đa phần là mình sẽ cảm thấy nó chênh chích nhẹ nhẹ thôi, chứ không muốn quá đau đâu ạ.